Truyện và Cổ Thần Đế giọng đọc Ngọc Hiếu đang được phát trên kênh YouTube Trại Cafe Màu Fit Center vào lúc 18, 19, 20, 21 giờ mỗi ngày. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe. Tập 197, Tân Nhiệm Thần Tử. Thiên ý đều là thiên ý. Vốn Hoắc Tính căn bản không có cơ hội trở thành thần tử. Ai có thể nghĩ đến đối thủ của Cố Lâm Phong chỉ có một người, hơn nữa còn là thần tử mạnh nhất từ xưa đến nay của Huyết Thần Giáo. Đây không phải thiên ý thì là cái gì? Mặc dù Hải Linh Ứng và Ngụy Long Linh cũng có chút ảm đạm, không thể không thừa nhận số mệnh Hoắc Tính quá cường đại. Tất cả chuyện tốt đều bị hắn gặp gỡ. Tà sát, cái giận khí này không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Tôn Đại Địa hung hăng nhổ một bãi nước miếng. Tuy không cam lòng nhưng không thừa nhận cũng không được. Hoắc Tính sắp trở thành tân nhiệm thần tử Huyết Thần Giáo. Tất cả mọi người cho rằng biết được thân phận huyết linh tiên, Cố Lâm Phong nhất định sẽ nhận thua. Nếu không nhận thua sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Huyết linh tiên từ giữa không trung bay xuống thấp. Ở đối diện Trương Nhật Trần, nửa người dưới hoàn toàn bị vải bạc bao trùm. Ta khuyên nửa lần cuối, hiện tại nhận thua còn kịp. Một khi ta ra tay, người ngay cả cơ hội nhận thua cũng không có. Trong nội tâm Trương Nhật Trần có chút bất đắc dĩ, làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà gặp được thần tượng mạnh nhất Huyết Thần Giáo. Cái vận khí này cũng không ai bị nổi nha. Đã tới một bước này, tự nhiên không có đạo lý nhận thua. Huyết Linh Tiên đích thực là nhân vật trong truyền thuyết, nhưng thành tựu của Trương Nhật Trần mặc dù lỡ thần lúc còn trẻ cũng chưa chắc so ra được. Đã như vậy còn sợ cái gì? Ánh mắt của Trương Nhật Trần rất kiên định, bàn tay vươn ra làm tư thế nghênh chiến, nói: Chiến đi. Nói thật, ta cũng rất hiếu kỳ nhân kiệt trước thời kỳ Trung Cổ mạnh như thế nào. Nghe Trương Nhật Trần nói, toàn bộ Huyết Thần Giáo so với lúc biết được thân phận của Huyết Linh Tiên thì càng thêm sôi trào như tạc mỡ nồi. Hoắc Tính cũng kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười mỉa mai. Cố Lâm Phong, ngươi không cam lòng tặng vị trí thần tử cho ta, muốn tự tìm được chết sao? Ngụy Long Linh và Hải Linh Ứng cũng lắc đầu liên tục, cảm thấy Cố Lâm Phong quá không quý trọng tánh bạc của mình. Mặc dù là nhân vật kiêu ngạo như hai người bọn họ, cũng không dám giao thủ Huyết Linh Tiên. Một khi giao thủ rất có thể sẽ vứt bỏ tánh mạng. Tôn Đại Địa thoáng sửng sốt một chút, sau khi tỉnh lại mới hét lớn một tiếng: Cố lão đại, xung động là ma quỷ, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Ánh mắt của thánh nữ Huyết Thần Giáo lộ ra thần sắc thất vọng, nhẹ nhàng thở dài. Vốn đang nghĩ ngươi là một người biết hiếu tài, lại không nghĩ rằng lại bị vị trí thần tử sông giáng đồng đảo. Khiêu chiến Huyết Linh Tiên còn có thể sống được sao? Cơ Thủy cắn môi, ánh mắt lạnh như băng, lầu bầu nói: Thật là cuồng đến không biên giới. Tất cả mọi người cho rằng một khi Cố Lâm Phong khiêu chiến Huyết Linh Tiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người đến đoán xem Cố Lâm Phong có thể ngăn trở Huyết Linh Tiên mấy chiêu? Có người nhìn có chút hạ hê, ồn ào: Còn mấy chiêu? Huyết Linh Tiên là nhân vật bậc nào? Đại thánh thời kỳ Trung Cổ, nhân vật có thể khiêu chiến huyết thần tổ sư. Mặc dù Huyết Linh Tiên chỉ dùng một ngón tay cũng đủ để bóp chết Cố Lâm Phong. Trương Nhật Trần eo lưng thẳng tắp, trên người có tự tin cường đại. Tốt, thật không nghĩ tới Huyết Thần Giáo lại đản sinh ra một hậu bối có gan như ngươi. Ta luôn ngươi toàn thi. Cánh tay Huyết Linh Tiên vung lên, trong tế đào huyết thần phát ra thanh âm cạc cạc, một khối lông màu đỏ như máu hình người bò ra. Lên thân thể của Huyết Linh Tiên cùng khối lông dung hợp chung một chỗ. Huyết Linh Tiên duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay tản mát vầng sáng chói mắt, một cổ lực lượng cường đại chấn động tứ tán tràn ra. Dưới tế đàn, tu sĩ Huyết Thần Giáo nhìn về phía tầng thứ 6, có thể trông thấy một đạo ngân quang chói mắt càng ngày càng sáng ngời, như trong tay Huyết Linh Tiên nắm bắt một ngôi sao vậy. Không hổ là đại thánh lúc tuổi còn trẻ, tùy tiện một chiêu cũng khủng bố như thế. Đừng nói bán thánh cấp 4, mặc dù là bán thánh cấp 7 cũng chưa chắc có thể ngăn trở được một kích này của hắn. Huyết Linh Tiên điểm ra ngoài, một đạo ngân quang tự như lưu tinh phá vỡ trời cao, bắn về phía đỉnh đầu của Trương Nhật Trần. Rất nhiều tu sĩ đều tưởng tượng hình ảnh thân thể của Cố Lâm Phong chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn huyết vụ, nhưng Trương Nhật Trần lại chủ động đón đánh. Thánh khí không ngừng rót vào Thất Thương Quyền Sáo, minh vang hiện ra, giống như mạng nhện, trường ấn cường đại đánh ra ngoài và chạm với ngón tay của Huyết Linh Tiên. Ầm ầm, tầng thứ 6 vang lên một tiếng nổ mạnh điếc tai nhức óc. Thân thể Cố Lâm Phong không có chia năm xẻ bảy, chỉ bay ngược về phía sau hơn 10 trượng, rất nhanh thì rơi xuống mặt đất, đứng vững bước chân. Làm cho người càng thêm giật mình là Huyết Linh Tiên cũng lui về phía sau một bước, mới hóa giải được chưởng lực của Cố Lâm Phong. Cố Lâm Phong lại có thể làm cho Huyết Linh Tiên lui về phía sau. Rất nhiều người đều cảm thấy một màn trước mắt rất không chân thực. Nếu thực lực của Huyết Linh Tiên cường đại để có thể nghiền áp Cố Lâm Phong, chắc chắn sẽ không lui về phía sau. Cố Lâm Phong lại có thể ngăn trở mấy chiêu. Thân sắc của thánh nữ Huyết Thần Giáo khiếp sợ, thân thể mềm mại run rẩy, hình tượng Cố Lâm Phong trong lòng nàng đang phát sinh cải biến nghiêng trời lệch đất. Thực lực của Cố Lâm Phong tự hồ không yếu như mọi người tưởng tượng, cũng là một tồn tại cực kỳ yêu nghiệt, không hổ là đệ tử của thần. Chiến lực của người này cường đại hơn tất cả những đối thủ mà trước kia ta gặp được. Vừa rồi một chiêu kia, Trương Nhật Trần sử dụng 3 thành lực lượng, ở cùng cảnh giới hoàn toàn có thể quét ngang hết thảy đối thủ. Nhưng một kích giao phong, hắn lại rơi vào hạ phong, bởi vậy có thể thấy được thực lực của Huyết Linh Tiên mạnh mẽ như thế nào. Chỉ sợ Trì Giao bồi dưỡng chính giới tử, ở cùng cảnh giới cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Huyết Linh Tiên cũng có chút kinh ngạc, nhìn chăm chăm nam tử đứng ở đối diện, nói: Qua nhiều năm như vậy, ta cũng gặp được một ít nhân tuyển thần tử, nhưng ngươi lại là người thứ nhất có thể ngăn được một kích của ta. Vậy sao? Như vậy ngươi cũng tiếp ta một chiêu thử xem. Trương Nhật Trần chậm rãi nâng cánh tay lên, 7 viên thánh ngọc khảm nạm ở trên thức thương quyền sáo, tản mát ra 7 loại vầng sáng bất đồng. Lúc này đây, Trương Nhật Trần chuẩn bị vận dụng 4 thành lực lượng, từng vòng năng lượng rung động từ trên thức thương quyền sáo tung ra, một chưởng đập xuống. Ông Huyết Linh Tiên có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng của một kích này cực kỳ kinh người, tạo thành uy hiếp không nhỏ cho hắn. Liên Sơn Ấn. Hai tay Huyết Linh Tiên kết ấn, hiện ra hơn 10 thủ ảnh. Cùng lúc đó, một ấn pháp ngưng kết ra, đánh về phía trước, đối kích với trường ấn của Trương Nhật Trần. Hai cổ lực lượng đột nhiên va chạm, tế đàn huyết thần cũng rung rẩy theo. Hai nhân ảnh đồng thời bay về phía sau, đụng vào vách đá tế đàn, làm nát một mảng lớn khô lâu. Sau một khắc, Trương Nhật Trần và Huyết Linh Tiên như tia chớp lao qua, lần nữa giao phong, chưởng pháp và ấn pháp không ngừng đối kích. Trong chốc lát, bọn hắn riêng phần mình đánh ra mấy chục kích, mỗi một chiêu đều cực kỳ tinh diệu, hơn nữa lực lớn vô cùng, có lực lượng chuyển núi dời biển. Dưới tế đàn huyết thần, tất cả tu sĩ sớm đã trợn mắt há hốc mồm, cái cằm muốn rơi trên mặt đất. Không có người tin tưởng chiến lược của Cố Lâm Phong lại khủng bố như thế, có thể đấu pháp Huyết Linh Tiên tuổi còn trẻ. Thực lực của kẻ này làm sao có thể cường đại như vậy? Lam Dạ nhìn chằm chằm Cơ Thủy, lộ ra thần sắc hỏi thăm. Tháng gần đây, Cơ Thủy luôn đi theo Cố Lâm Phong, nếu Cố Lâm Phong thật giấu diễm tuyệt học, căn bản không có khả năng giấu được nàng. Nhưng giờ phút này Cơ Thủy cũng có chút mê mang, đây là Cố Lâm Phong thường xuyên đùa giỡn nàng sao? Không phải, khẳng định không phải. Chiến lược và tiềm lực của người này không dưới thần tượng đời thứ nhất Huyết Linh Tiên, còn yêu nghiệt hơn vị kỳ nhân ngàn năm trước. Tại sao có thể là một kẻ háo sắc? Trước kia đủ loại hành vi khẳng định đều là hắn cố ý giả tạo, lừa gạt tất cả mọi người. Hoắc Tính sợ run, trong miệng không ngừng thì thầm: Không có khả năng, không có khả năng. Hắn làm sao có thể mạnh đến tình trạng này? Dùng cục diện bây giờ, mặc dù Cố Lâm Phong cuối cùng thua Huyết Linh Tiên, Hoắc Tính cũng không có khả năng trở thành thần tử, bởi vì căn bản không ai sẽ phục hắn. Ngày hôm nay hắn lên làm thần tử, không cần đến ngày mai cũng đã hồn lìa khỏi xác. Chỉ có Cố Lâm Phong mới có tư cách trở thành thần tử. Không biết bao nhiêu đệ tử thần giáo giờ phút này trong nội tâm nghĩ như vậy. Huyết Thần Giáo là địa phương cường giả vi tôn, rất hiển nhiên thực lực của Cố Lâm Phong đã chinh phục tất cả mọi người. Mặc dù là người ủng hộ Ngụy Long Linh và Hải Linh Ứng, giờ phút này cũng cực kỳ sùng bái Cố Lâm Phong. Chứng kiến hắn và Huyết Linh Tiên giao thủ, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Trong các tu sĩ đã từng coi trọng Hải Linh Ứng, đứng một nữ tử kiều mị, khí chất hơi có vẻ tà khí, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, nàng tên Ninh Hi, được xưng vu vật cười cảm nhất Huyết Thần Giáo, chỉ là nữ thần trong mộng của rất nhiều tu sĩ Huyết Thần Giáo. Giờ phút này, Ninh Hi dùng ánh mắt cực nóng nhìn Tần Thứ Sáu, nói: Cố Lâm Phong phải trở thành thần tử Huyết Thần Giáo, chỉ có hắn mới có thể đại biểu thế hệ trẻ tuổi của Huyết Thần Giáo. Sau này chúng ta hành tổ thiên hạ, chỉ cần báo tục danh của thần tử cũng đủ để làm địch nhân kính sợ. Chưa từng có người trông thấy Ninh Hi lộ ra thần sắc sùng bái như thế, mặc dù thời điểm đối mặt Hải Linh Ứng cũng chưa từng. Trên đỉnh tế đàn huyết thần, chư thánh cũng hai mắt nhìn nhau. Mặc dù lấy tâm cảnh của thánh giả, chứng kiến Cố Lâm Phong và Huyết Linh Tiên chiến đấu cũng không cách nào bảo trì tâm bình khí hòa. Thiên Cơ Pháp Vương nhìn Hải Minh Pháp Vương, thở dài một tiếng: Ai, lợi hại, thật lợi hại. Lão phu sinh thời lại có thể nhìn thấy trong giáo ra một người trẻ tuổi lợi hại như thế, dù chết cũng cam tâm. Hải Minh Pháp Vương dạy bảo có phương pháp, vì Huyết Thần Giáo nuôi dưỡng được một tuyệt đại anh kiệt, chính là bất thế chi công. Tiềm lực và tư chất của kẻ này không dưới 9 đại giới tử, một khi lớn lên, Huyết Thần Giáo nhất định có thể rầm rộ. Chư thánh không ngừng tán dương Cố Lâm Phong và Hải Minh Pháp Vương. Đương nhiên cũng có một ít thánh cảnh bảo trì trầm mặc, ánh mắt lập lè, tự hồ đang suy tư cái gì. Trương Nhật Trần và Huyết Linh Tiên chiến đấu kéo dài hơn 2 canh giờ, cũng không có phân ra thắng bại. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Sau một lần ngạnh bính, Huyết Linh Tiên lui về phía sau, cùng Trương Nhật Trần kéo ra một khoảng cách, nói: Không thể không thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, mặc dù lỡ thời đại trung cổ cũng xem như nhân tài kiệt xuất cùng thế hệ. Trương Nhật Trần nói. Như thế nào, ngươi muốn nhận thua? Nhận thua? Ha. Huyết Linh Tiên cười, lộ ra bộ dáng khinh thường, nói. Từ giờ trở đi, ta sẽ dùng thực lực chân chính, nhìn ngươi còn có thể tiếp được hay không? Trong cơ thể Huyết Linh Tiên có vài chục đạo lôi điện màu bạc lấp lóe, phát ra thanh âm đi đùng. Ngay sau đó phần lưng hắn dài ra 4 quang dược màu bạc, thân hình lăng không, cất cao gấp đôi. Lực lượng của hắn ít nhất tăng cường 3-4 thành. Trương Nhật Trần có thể cảm nhận được khí tức của Huyết Linh Tiên tăng trưởng trên phạm vi lớn. Xôn xao, Huyết Linh Tiên hóa thành một đạo lưu quang, qua trong giây lát đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Trương Nhật Trần, lấy tay làm đao chém xuống. Trương Nhật Trần điều động lực lượng càng thêm cường đại, song trưởng đồng thời đón đỡ. Bành, nửa ngực của Trương Nhật Trần lâm vào trong bạch cốt, bất quá là ngăn được công kích của Huyết Linh Tiên. Huyết Linh Tiên không chút do dự, lần nữa xuất thủ, lại đánh ra một kích, chém về phía cổ của Trương Nhật Trần. Lúc này đây Trương Nhật Trần nhảy lên, tránh thoát công kích của Huyết Linh Tiên, bay đến giữa không trung. Thất khiếu huyết minh trưởng. Trong lòng bàn tay của Trương Nhật Trần, lục khiếu đồng thời mở ra, huyết khí trên tế đàn huyết thần liên tục không ngừng hút vào trong lòng bàn tay. Một lát sau, một huyết long cực lớn hiện ra. Đây là thánh thuật sao? Hai tay Huyết Linh Tiên hợp lại, làn da toàn thân biến thành màu bạc, giống như bạch ngân đúc thành, tản mát ra 9 tầng thánh quang. Huyết thần thủ ấn. Huyết Linh Tiên đưa bàn tay phải ra ngoài, cánh tay không ngừng tăng trưởng, rất nhanh đã bành trướng gấp 10 lần. Huyết thần thủ ấn là một loại thánh thuật của Huyết Thần giáo, nghe nói tu luyện tới cực hạn, duỗi ra một tay có thể tháo xuống ngôi sao. Thời điểm Huyết Linh Tiên ở bán thánh cấp 4 đã tu luyện Huyết thần thủ ấn tới đại thành, có thể nói thành tựu phi phàm. Tu sĩ khác đối mặt chiêu này sẽ cảm giác tuyệt vọng, nhưng Cố Lâm Phong lại không phải kẻ yếu, vậy mà tu luyện thất khiếu huyết minh trưởng tới khiếu thứ 6, đánh ra trưởng ứng, hiển nhiên cũng có uy lực của thánh thuật. Hai loại thánh thuật va chạm, tất cả đệ tử Huyết Thần giáo đều ngừng thở, cảm giác cơ bắp toàn thân run rẩy, khẩn trương tới cực điểm. Huyết thần thủ ấn chống lại thất khiếu huyết minh trưởng, đến cùng ai thắng ai thua. Đùng, một thanh âm nổ tung từ tầng thứ 6 truyền ra, giống như thiên lôi chấn động. Đợi đến lúc huyết khí tản ra, chỉ thấy mái tóc của Cố Lâm Phong rối tung, cứng cáp như tùng, đứng ở biên giới tế đàn, bộ dáng lạnh nhạt tự nhiên. Nhưng thân thể Huyết Linh Tiên lại bị đánh chia 5x7, hóa thành một đống xương vụn. Lên thân thể của Huyết Linh Tiên đứng ở giữa không trung, nói: Nếu nhục thể của ta vẫn còn, giờ rồi tuyệt đối sẽ không bại. Đã thua không phục, vậy thì tiếp tục chiến. Trương Nhật Trần nói: Không cần, thực lực của ngươi có tư cách trở thành thần tử. Nói xong, Huyết Linh Tiên tiêu tán, biến thành huyết vụ. Lực lượng trên người Trương Nhật Trần dần dần thu liễm, cả người trở nên chất phát tự nhiên. Lại phải vận dụng 5 thành lực lượng mới đánh bại Huyết Linh Tiên. Quả nhiên tầm mắt trước kia của ta vẫn không đủ lớn. Trương Nhật Trần thầm nghĩ, thực lực của Huyết Linh Tiên đúng là rất mạnh, nhưng ở thời kỳ trung cổ, khẳng định có sinh linh còn mạnh hơn hắn. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Rất có thể và thời kỳ trung cổ có một ít yêu nghiệt ở cùng cảnh giới có thể phân cao thấp với Trương Nhật Trần. Trì Giao bồi dưỡng 9 đại giới tử, từng người đều lấy được tài nguyên tu luyện kinh người, thậm chí rất có thể sẽ dùng một ít thần dược ở thời kỳ trung cổ lên người bọn hắn. Hôm nay 9 đại giới tử hẳn đã có thể phân cao thấp với Huyết Linh Tiên. Ở cùng cảnh giới, Trương Nhật Trần tự nhiên không sợ kẻ nào, nhưng nếu Trương Nhật Trần kém bọn họ 1-2 cảnh giới, vậy thì chưa hẳn có thể chiến thắng bọn họ. Ác chủ bài lớn nhất của ta chính là lực lượng thời gian và lực lượng không gian. Nếu dùng hai loại lực lượng này, căn bản không cần 5 thành cũng có thể đánh bại Huyết Linh Tiên. Trương Nhật Trần đối với mình vẫn rất có lòng tin. Đúng lúc này, trên đỉnh tế đàn huyết thần truyền đến thanh âm của cung chủ Khôn Tự Thiên Cung: Thần tử đoạt di chiến chấm dứt. Cung chủ Khôn Tự Thiên Cung duỗi ra một tay, ống tay áo cuốn lên, đánh ra một đạo thanh khí. Thanh khí rủ xuống, bao trùm Trương Nhật Trần, cuốn hắn chậm rãi bay về phía đỉnh tế đàn. Dưới tế đàn, tu sĩ Huyết Thần giáo từ trong khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Bọn hắn nhìn Cố Lâm Phong chậm rãi trên không, toàn bộ đều lộ ra thần sắc kích động, hưng phấn, sùng bái. Cố Lâm Phong! Cố Lâm Phong! Danh tự Cố Lâm Phong như núi thở hải khiếu vang lên, truyền khắp toàn bộ Huyết Thần giáo, ý nghĩa một vị thần tử mới sắp ra đời. Nhưng giờ phút này Trương Nhật Trần lại không có chút mừng rỡ, bởi vì còn có một tuần khảo nghiệm đang chờ hắn. Thánh nữ Huyết Thần giáo Thượng Quan Tiên Nghiên cùng Trương Nhật Trần đi đến đỉnh tế đàn. Thân thể của nàng tràn ngập tiên vận, toàn thân tản mát ra thánh quang thuần khiết, duy chỉ có đôi mắt kia lại tràn ngập ma lực cô hồn. Thượng Quan Tiên Nghiên nhìn Trương Nhật Trần, tự nhiên cười, nói: Thần tử không hổ là tuyệt đại thiên kiêu, mặc dù là Huyết Linh Tiên cũng gạt không được thế tới của ngươi. Hiện tại ta còn không phải thần tử, sao nhận được thánh nữ điện hạ tán dương như vậy? Trương Nhật Trần nâng cao lồng ngực, cố ý lộ ra bộ dáng lãnh ngạo. Thượng Quan Tiên Nghiên cười, nói: Thực lực của ngươi đã chinh phục tất cả đệ tử Huyết Thần Giáo. Nếu người khác trở thành thượng tử, không ai sẽ phục hắn. Trương Nhật Trần dùng ánh mắt nghiêng ngẫm, khoảng cách gần nhìn Thượng Quan Tiên Nghiên, nói: đã chinh phục tất cả đệ tử Huyết Thần Giáo, phải chăng cũng kể cả Thánh nữ Điện Hạ? Thượng Quan Tiên Nghiên chỉ hơi mỉm cười, không có đáp hắn. Cung chủ không tự thiên cung thúc giục, vì vậy Trương Nhật Trần và Thượng Quan Tiên Nghiên không trao đổi nữa, lập tức đi về phía trước bái kiến chư thánh của Huyết Thần Giáo. Hải Minh Pháp Vương thản nhiên nói: Giáo chủ Cố Lâm Phong đã bị huyện ưu tú như thế, hơn nữa thông qua hai đợt khảo hạch, có phải nên phong hắn làm tân nhiệm thần tử của Huyết Thần Giáo không? Chậm đã! Một thanh âm uy nghiêm vang lên. Địa Nguyên Pháp Vương chậm rãi đứng dậy. Chung quanh Địa Nguyên Pháp Vương, thánh khí cường đại không ngừng phiên cổn, giống như một biển mây màu đen. Hắn nói: thời điểm Cố Lâm Phong và Huyết Linh Tiên giao thủ, Tô Hồ còn không có sử dụng toàn lực. Bảo Pháp Dương muốn đích thân ra tay thử một lần, hắn đến cùng mạnh đến trình độ nào? Một vị Pháp Vương ra tay thăm dò một bán thánh. Ai cũng có thể nhìn ra Địa Nguyên Pháp Vương không hy vọng Cố Lâm Phong trở thành thượng tử, muốn ra tay cản trở. Ngay sau đó lại có một vị thánh cảnh làm khó dễ. Hắn ở trung tâm thánh khí màu vàng, trong mắt tuôn ra từ thực lực cường đại, nói: giờ rồi lão phu kiểm tra tư liệu của Cố Lâm Phong, kẻ này một mực ở Nguyên Phủ Huyết Long Điện tu luyện công pháp là quyền cấp thượng phẩm Huyết Long Kinh. Theo lý thuyết thực lực của hắn không thể mạnh như vậy. Địa Nguyên Pháp Vương cười lạnh: dân loại chính thức càng bản không có khả năng tu luyện thức khiếu huyết minh trượng tới kiêu thứ 6. Cố Lâm Phong lại làm được một bước này, quá cổ quái. Địa Nguyên Pháp Vương và Hồng Nguyên Thánh Giả đồng thời khống chế thanh uy, trấn áp đến trên người Trương Nhật Trần. Trương Nhật Trần đã sớm ngồi tới, khẳng định sẽ có người hoài nghi thân phận của hắn. Muốn trở thành thần tử sẽ không thuận buồm xuôi gió như vậy. Nhưng hắn rất trấn định, không có chút bối rối, không kiêu ngạo, không tự ti, nói: hai vị tổ sư có nghi hoặc gì không ngại nói thẳng đi. Chứng kiến Cố Lâm Phong trấn định tự nhiên, chư thánh đều lộ ra thần sắc thưởng thức. Đối mặt thanh uy của hai vị thánh giả, nhưng mà không đổi sắc, nhân vật như vậy đủ để đại biểu Huyết Thần Giáo hành tẩu thiên hạ, tuyệt đối sẽ không làm Huyết Thần Giáo mất mặt. Hắn không có tư cách trở thành thượng tử, ai còn có tư cách? Đương nhiên, Địa Nguyên Pháp Vương và Hồng Nguyên Thánh Giả hoài nghi cũng không phải không có đạo lý. Thực lực của Cố Lâm Phong mạnh đến trình độ dọa người, quá khác thường. Hải Minh Pháp Vương cũng không nhúng tay vào, bộ dạng như xem kịch vui, bởi vì hắn cũng tò mò trên người Cố Lâm Phong đến cùng cất giấu bí mật gì. Đã như vậy, bạn Pháp Dương sang gây nói thật. Thanh âm của Địa Nguyên Pháp Vương âm vang hữu lực, tiếp tục nói: người đã không phải Cố Lâm Phong trước kia, mà là người bất tử huyết tộc ẩn núp. Trương Nhật Trần nói: Pháp Dương đại nhân nói như vậy, đến cùng có chứng cứ hay không? Nếu không có chứng cứ, lại võ đoán làm ra bình phán sẽ khiến giảng bối rất thất vọng. Vậy sao? Ánh mắt của Địa Nguyên Pháp Vương sắc bén, nói: như vậy người giải thích xem, một người tu luyện công pháp quyền cấp thượng phẩm làm sao có thể đánh bại thần tử mạnh nhất trong lịch sử Huyết Thần Giáo? Trương Nhật Trần trầm mặc một lát mới nói: không thể nói là không thể nói, hay không có biện pháp giải thích? Địa Nguyên Pháp Vương điều động thanh khí, ngưng tụ thu ấn, treo ở trên đỉnh đầu của Trương Nhật Trần, nói: tiểu tử, ngươi còn không lập tức hiện ra nguyên hình, không nên ép bản thánh dương ra tay. Đánh thắng về nguyên hình. Trương Nhật Trần rất bình tĩnh, không có chút khẩn trương, bởi vì hắn biết rõ khẳng định sẽ có người giải thích giúp hắn. Trên đỉnh Càn Nguyên Sơn, vị thái thượng trưởng lão kia chậm rãi mở mắt, nhìn về phía tế đàn huyết thần. Môi của hắn nhẹ nhàng giật giật, truyền âm cho giáo chủ Huyết Thần Giáo. Sau một khắc, trên đỉnh tế đàn huyết thần, giáo chủ Huyết Thần Giáo đột nhiên mở mắt, nhìn chăm chăm về phía Trương Nhật Trần, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, thầm nghĩ: suốt 1000 năm, rốt cuộc là có người tin ngộ huyết thần đồ. Giáo chủ Huyết Thần Giáo vội vàng quát to: Địa Nguyên Pháp Dương, người giàu gì cũng là thánh cảnh, lại bức bách một tiểu bối, không khỏi quá mức thân phận đi, còn không lập tức thu tay lại. Địa Nguyên Pháp Vương nói: giáo chủ, thực lực của kẻ này quá mức cường đại, căn bản không thể nào là Cố Lâm Phong trước kia. Dạng nhất hắn là người bất tử huyết tộc ẩn núp, lại thành thần tử Huyết Thần Giáo, chẳng phải sẽ làm cho thiên hạ chê cười. Bổn giáo chủ đã biết rõ bí mật của hắn, các ngươi không cần lo lắng. Kẻ này là một người có đại khí vận, thành tựu tương lai chỉ sẽ siêu diệt như vậy ở đây. Giáo chủ Huyết Thần Giáo nói. Trong mắt Địa Nguyên Pháp Vương lộ ra thần sắc nghi hoặc, hỏi: bí mật của hắn rốt cuộc là cái gì? Việc này bổn giáo chủ không thể nói cho các người biết. Thanh âm của giáo chủ Huyết Thần Giáo rất bình thản, ai cũng có thể nghe ra trong giọng nói của giáo chủ Huyết Thần Giáo rất nghiêm khắc. Giáo chủ Huyết Thần Giáo đã lên tiếng, tự nhiên sẽ không có người còn dám nhằm vào Cố Lâm Phong. Mặc dù dùng thân phận địa vị như Địa Nguyên Pháp Vương cũng không dám hỏi tiếp, lập tức thu tay lại, trở về chỗ ngồi. Trên người tiểu tử Cố Lâm Phong này quả thực che giấu bí mật kinh thiên. Hải Minh Pháp Vương cũng không suy đoán đến huyết thần đồ, mà suy đoán Cố Lâm Phong ở Vô Tận Thông Uyên nhận được cơ duyên khó lường. Đợi hắn lên ngôi thần tự xong, nhất định phải nghĩ biện pháp ép hỏi ra toàn bộ bí mật của Vô Tận Thông Uyên. Hải Minh Pháp Vương thầm nghĩ. Sau nghi thức thần tự lên ngôi, Trương Nhật Trần được giáo chủ huyết thần giáo mang đến tế bái thần thi của huyết thần. Hơn nữa giáo chủ huyết thần giáo dùng một loại bí pháp cộng thêm thần thi phù trợ, dẫn huyết thần cổ trong cơ thể Trương Nhật Trần ra. Đường đường thần tự huyết thần giáo, thân phận tôn quý hạng gì, sao có thể bị con huyết thần cổ không chí. Nửa tháng sau, bầu trời trong xanh, đám mây dập dờn. Một con kim sĩ lôi điêu dài đến hơn 70 m, lôi kéo một chiến xa giống như cung điện bay ở trong mây, trên mặt đất lưu lại một hình chiếu cực lớn. Kim sĩ lôi điêu thuộc về mang thú cấp 6, phát ra khí tức rất cường đại, bay qua núi đòn trùng điệp, tất cả mang thú cấp thấp đều sợ tới mức lạnh run. Thời điểm kim sĩ lôi điêu bay qua Huyền Vân Tông, trưởng lão của Huyền Vân Tông giao nhau vọt ra, bọn hắn thấy kim sĩ lôi điêu không có dừng lại, đã bay đến chân trời mới thở dài một hơi. Một đệ tử tuổi trẻ của Huyền Vân Tông nhìn bầu trời, khiếp sợ nói: khí tức thật khủng khiếp, đó là thần thú đại bằng trong truyền thuyết sao? Một vị trưởng lão Huyền Vân Tông nói: đó là kim sĩ lôi điêu và huyết hồn chiến xa của huyết thần giáo. Trong chiến xa nhất định là cựu phách của huyết thần giáo. Nhân vật như vậy chỉ cần vung tay lên là có thể sang bằng Huyền Dân Tông. Vị đệ tử trẻ tuổi kia nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy thần sắc hướng tới. Ta cũng phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ có một ngày cũng có thể khống chế kim sĩ lôi điêu, cựu huyết hồn chiến xa, được dạng người kính ngưỡng. Giờ phút này Trương Nhật Trần một mình một người ngồi trong huyết hồn chiến xa, đang luyện hóa một cổ kính. Cổ kính chỉ lớn chừng lòng bàn tay, mặt kính lộ ra ánh sáng long lanh, giống như dùng huyết ngọc đúc luyện thành. Biên giới cổ kính điêu khắc một ít đường vân thần bí, có chút đường vân hội tụ liên tiếp thành thần kỳ, có chút đường vân hội tụ lại liên tiếp thành thần thú. Trương Nhật Trần hoàn toàn thể luyện cổ kính, khống chế khí linh mới ngừng lại, nắm đó ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve. Sinh tự kính, từng thần tự huyết thần giáo đều có thể đạt được một kiện thiên văn thánh khí. Giáo chủ huyết thần giáo truyền cho Trương Nhật Trần thiên văn thánh khí chính là sinh tự kính. Nghe nói sinh tự kính phỏng theo vô thượng thánh khí huyết hải ma kính của bất tử huyết tộc. Mặc dù là phỏng chế phẩm, cũng đạt tới thiên văn thánh khí, không biết huyết hải ma kính chính thức đã cường đại đến trình độ gì. Trương Nhật Trần lầm bầm lầu bầu đói, huyết hải ma kính và huyết hậu đồng thời rơi vào Vô Tận Thông Uyên, thực hoàn toàn biến mất khỏi cô luân giới sau. Trong đầu Trương Nhật Trần hiện ra hình ảnh hắn ở tầng thứ nhất, chứng kiến huyết quang trùng thiên kia. Đạo huyết quang kia có thể liên quan tới huyết hải ma kính hoặc huyết hậu hay không? Nửa tháng gần đây, Trương Nhật Trần một mực dừng lại ở tổng đàn huyết thần giáo, biết rất nhiều tin tức. Nghe nói không lâu trước kia, triều đình và binh bộ phái 10 vị thánh giả cưỡng ép công phá U Tự Thiên Cung phòng ngự, xâm nhập Vô Tận Thông Uyên. Nhưng thập thánh lại một đi không quay lại, như đã chìm đáy biển, không có từ trong Vô Tận Thông Uyên đi ra. Rất hiển nhiên, thánh thương tài nữ đã an toàn trở lại Trung Ương Hoàng Thành. Hơn nữa bẩm báo tin tức Vô Tận Thông Uyên lên. Chỉ có điều Trương Nhật Trần có chút tò mò, sự tình trọng yếu như thế, vì sao Trì Giao không tự mình ra tay? Rốt cuộc là bởi vì nàng khinh thường ra tay, hay nàng thực sự đã không có biện pháp ra tay? Trương Nhật Trần khẽ lắc đầu, tạm thời không đi suy nghĩ sự tình Vô Tận Thông Uyên và Trì Giao. Kéo màn xe nhìn ra phía ngoài, nói: có lẽ đã sắp đến tổng bộ Hắc Thị ở Thiên Đài Châu. Lần này Trương Nhật Trần ly khai huyết thần giáo chỉ là chuẩn bị phản hồi Thánh Minh Hoàng Thành, tế bái mẫu hậu, thuận tiện đi gặp Khổng Lan Du một lần. Đương nhiên trước đó hắn phải đi tổng bộ Hắc Thị ở Thiên Đài Châu mua sắm tượng hồn thánh cấp. Chỉ có đạt được tượng hồn thánh cấp, hắn mới có thể luyện thành long tượng bàn nhược trưởng trưởng thứ 10. Hơn nữa chỉ có thể luyện hóa tượng hồn, hắn mới có cơ hội phá tan khiếu thứ 7 ở bàn tay, tu luyện ra thân thể càng cường đại hơn. Muốn thân thể thành thánh, nhất định phải qua cửa ải này. Chỉ cần địa phương có người thì nhất định sẽ có Hắc Thị. Nếu Vũ Thị Tiền Trang tồn tại là vì chế định một bộ quy tắc giao dịch cho toàn bộ côn luân giới, như vậy Hắc Thị tồn tại không thể nghi ngờ là đánh vỡ loại quy tắc này. Đương nhiên ở phương diện khác, Hắc Thị là đền bù một ít chỗ thiếu hụt của Vũ Thị Tiền Trang, xây dựng ra một thị trường giao dịch càng thêm hoàn thiện. Bởi vì có một ít gì đó chỉ có ở Hắc Thị mới có thể mua được, ví dụ như mạng người, cấm khí của binh bộ, còn có đan dược mà Trung Cổ thế gia lũng đoạn. Tổng bộ Hắc Thị ở Thiên Đài Châu chỉ là một thành trì cổ xưa, được xưng là tà ác chi đô, có thể nói là địa phương hắc ám nhất toàn bộ Thiên Đài Châu. Thiên Đài Châu có 36 phủ, 1296 quận, trong đó có hơn phân nửa tổng bộ của các thế lực tà đạo đều thiết trí ở chỗ này. Dù nơi này trải qua vô số chiến hỏa, lọt vào nhiều lần công kích, nhưng vẫn không có hủy diệt, ngược lại trở nên càng thêm phồn vinh hương thịnh. Cạc, tiếng chim kêu vạch phá bầu trời, ngay sau đó thanh âm xé gió kịch liệt vang lên. Kim Sĩ Lôi Điêu lôi kéo huyết hồn chiến xa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chạy vào Hắc Thị. Toàn thân Kim Sĩ Lôi Điêu tản ra kim quang chói mắt, khí tức giống như hoàng cổ thần thú, làm những tu sĩ tà đạo kia cả kinh trốn tránh. Mang thú thật lợi hại, cũng không biết trong chiến xa là người nào. Đó là huyết hồn chiến xa của Huyết Thần Giáo, chỉ có thánh cảnh mới có tư cách cưỡi, nhất định là một vị đại nhân vật giá lâm Hắc Thị. Mọi người nghị luận nhao nhao, toàn bộ đều đang suy đoán thân phận của chủ nhân huyết hồn chiến xa. Huyết hồn chiến xa đi đến ngoài cửa lớn của Hắc Thị nhất phẩm đường mới ngừng lại. Trương Nhật Trần từ bên trong đi ra. Mộ Dung Nguyệt biết tin tức Trương Nhật Trần sẽ tới, đã sớm chờ ngoài cửa. Trừ lần đó ra, còn có hai vị tăng nhân, một trắng một đen, đứng ở sau lưng Mộ Dung Nguyệt. Tăng nhân da trắng, toàn thân trắng đoản như ngọc, thân thể mập mạp, trên mặt tùy thời cho dáng tươi cười giống như Phật Di Lặc. Tăng nhân da đen, cơ bắp rắn chắc giống như than đen, cùng tăng nhân da trắng hình thành đối lập rõ nét. Hai người bọn họ là đệ tử của Nhân Đà La đại sư, Đại Tư Không và Dị Tư Không. Gần đây bọn hắn một mực đi theo Mộ Dung Nguyệt vào đời tu hành, cũng không có dẫn ra phiền toái quá lớn. Nhìn thấy Trương Nhật Trần từ trên huyết hồn chiến xa đi xuống, Mộ Dung Nguyệt lập tức nghênh đón, cười nói: "Chúc mừng Cố công tử trở thành tân nhiệm thần tử Huyết Thần Giáo." Trương Nhật Trần nhẹ gật đầu nói: "Đồ vật ta muốn có tin tức chưa?" Mộ Dung Nguyệt nhìn bốn phía nói: "Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, mời công tử đi theo ta." Trương Nhật Trần nhẹ gật đầu, đi theo Mộ Dung Nguyệt và Hắc Thị nhất phẩm đường. Trong viện, một đại trận vận chuyển ngưng kết thành màn hào quang vô hình, bao phủ cả tiểu viện vào. Bái kiến Thái tử điện hạ. Mộ Dung Nguyệt quỳ xuống hành lễ, thái độ rất cung kính. Trương Nhật Trần nhẹ gật đầu, ý bảo Mộ Dung Nguyệt đứng dậy. Mộ Dung Nguyệt đứng dậy nói: "Thái tử điện hạ bảo thuộc hạ tìm Tượng Hồn Thánh Cấp, thuộc hạ đã tìm được một ít tin tức." Trương Nhật Trần lộ ra sắc mặt vui mừng hỏi: "Ở nơi nào?" Mộ Dung Nguyệt nói: "Ngay tối nay, trong đấu giá hội của Bái Nguyệt Ba Giáo sẽ đấu giá tượng hồn của Thanh Giáp Đà Tượng." Bái Nguyệt Ba Giáo ở trong Hắc Thị cũng có sản nghiệp rất lớn. Bình thường Ba Giáo tổ chức đấu giá hội sẽ xuất hiện rất nhiều bảo vật quý giá. Thánh Nguyên Đan, Thánh Nguyên, Thánh Thuật đều có thể sẽ xuất hiện ở trên đài đấu giá. Trương Nhật Trần đối với tượng hồn của Thanh Giáp Đà Tượng là tình thế bắt buộc, tự nhiên sẽ đi tham gia đấu giá hội đêm nay. Trương Nhật Trần lấy ra một bình thần huyết chừng 1000 giọt giao cho Mộ Dung Nguyệt để nàng đi đổi thành thánh thạch. Dù sao trên đấu giá hội đều sử dụng thánh thạch giao dịch, Trương Nhật Trần tự nhiên là phải sớm chuẩn bị. Lấy được 1000 giọt thần huyết, mặc dù là Mộ Dung Nguyệt cũng khiếp sợ, bởi vì số lượng thần huyết thực quá khổng lồ, toàn bộ đổi thành thánh thạch, đổi bằng toàn bộ tài phú của một vị thánh giả cao cấp. Tâm cảnh của Mộ Dung Nguyệt viễn siêu thường dân, rất nhanh thì bình tĩnh lại, cầm thần huyết lui xuống. Đại Tư Không đi tới bên cạnh Trương Nhật Trần, chắp tay trước ngực, dáng tươi cười chân thành nói: "Sư thúc, những năm này bần tăng cũng tích lũy một ít bảo vật, toàn bộ đưa bán ra ngoài đổi thành thánh thạch, dư dạng không có chỗ tiêu. Nếu không đấu giá hội đêm nay, ngài mang đệ tử theo được không? Nếu vào đời tu luyện thì nên đi quan sát một chút." Trương Nhật Trần nói. "Đệ tử cũng muốn đi." Nhị Tư Không nói. Sắc mặt Đại Tư Không trầm xuống, quát lớn: "Nhị sư đệ, ngươi đi làm gì? Ngươi chỉ là một gia hỏa nghèo kiết xác, một viên thánh thạch cũng không có, đi đấu giá hội còn không phải gây phiền." Nhị Tư Không rất chất phát, nhưng lại cực kỳ kiên trì nói: "Nếu là tu hành, vì sao ta không thể đi? Ngươi còn cãi lời ta, có phải sư huynh đã quản không được ngươi rồi hay không hả?" Đại Tư Không sáng tay áo, lộ ra hai cánh tay trắng bóng, muốn đi giáo huấn Nhị Tư Không. Trương Nhật Trần vội vàng ngăn lại nói: "Nhị Tư Không đã muốn đi quan sát, chúng ta cùng đi là được." Sư thúc đã lên tiếng, "Vậy ngươi đi đi." "Ha ha, dù sao ngươi một viên thánh thạch cũng không có, cái gì cũng không mua được." Đại Tư Không ôm hai tay, bộ dáng tự đắc. Trương Nhật Trần biết rõ, nhưng trong nội tâm chỉ âm thầm cười cười. 2 tháng trước, Đại Tư Không và Nhị Tư Không vẫn luôn ở trong rừng sâu núi thảm tu luyện, rất ít tiếp xúc ngoại giới. Ngắn ngủn hơn 2 tháng, Đại Tư Không đã hoàn toàn du nhập thế giới này, uống rượu ăn thịt, kỹ viện cũng vào mấy lần. Mỹ danh ta độ hóa chúng sinh, làm việc khéo đưa đẩy, hơn nữa còn có chút tiểu thông minh. Loại người năng lực thích ứng mạnh như hắn, đi tới chỗ nào cũng sẽ không chịu thiệt. Nhị Tư Không lại hoàn toàn trái ngược Đại Tư Không, như trước cực kỳ cố chấp, chất phát, ăn chay niệm Phật, không có một tia cải biến. Đương nhiên, người như Nhị Tư Không, Phật tâm kiên cố, bất luận tâm ba gì cũng không thể ảnh hưởng hắn. Mộ Dung Nguyệt xử lý sự tình hiệu suất rất cao, rất nhanh liền đổi 1000 giọt thần huyết thành 12000 viên thánh thạch. Giá trị của một giọt thần huyết căn cứ phẩm cấp bất đồng, đại khái có thể đổi 10 viên đến 20 viên thánh thạch. Trương Nhật Trần ở âm phủ lấy được thần huyết chỉ có thể coi là bình thường, một giọt có thể đổi 12 viên thánh thạch đã coi như không tệ. Trương Nhật Trần cướp một vạt 2000 viên thánh thạch vào trong không gian giới chỉ, sau đó lại lấy ra 100 giọt thần huyết đưa cho Mộ Dung Nguyệt. Mộ Dung Nguyệt tiếp nhận thần huyết, có chút nghi hoặc hỏi: "Thái tử còn muốn tiếp tục đổi thánh thạch?" Trương Nhật Trần lắc đầu nói: "Những thần huyết này là ta thưởng cho ngươi." Trên mặt Mộ Dung Nguyệt lộ ra thần sắc kinh ngạc, đang muốn cự tuyệt. 100 giọt thần huyết quá mức quý trọng, chỉ có điều nàng còn chưa mở miệng, Trương Nhật Trần đã nói: "Ta biết rõ dùng thân phận của ngươi không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng luyện hóa thần huyết, tu vi của ngươi sẽ tăng lên nhanh hơn, thể chất cũng sẽ càng mạnh hơn nữa. Ta hy vọng ngươi có thể mau chóng tu luyện cực âm thể tới đại thành." Mộ Dung Nguyệt không có chống đẩy, thu 100 giọt thần huyết vào, chắp tay nói: "Thuộc hạ nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của Thái tử điện hạ." Trương Nhật Trần chắp tay sau lưng, nhìn chân trời xa xa nói: "Minh Tông đã thành lập, ta cần một ít nhân tài thực lực cường đại, nếu người có thể tu luyện cực âm thể tới đại thành, tương lai nhất định là một vị điện chủ của Minh Tông." "Minh Tông là tông môn Thái tử điện hạ sáng lập?" Trương Nhật Trần nhẹ gật đầu nói: "Không sai." Trong mắt Mộ Dung Nguyệt lộ ra sắc mặt vui mừng. Thái tử điện hạ đã quyết định khai sáng tông môn thuộc về mình, cũng ý nghĩa hắn có ý trùng kiến Thánh Minh Đế Quốc. Là bộ hạ cũ của Thánh Minh Đế Quốc, sao có thể không mừng rỡ? Mộ Dung Nguyệt có chút kích động nói: "Chỉ cần Thái tử điện hạ ban bố Thái tử chiếu, công bố tin tức ngài trở về, nhất định có thể được rất nhiều người ủng hộ. Những bộ hạ cũ kia, trong đó hơn phân nửa sẽ đến đây đầu nhập, không bao lâu thế lực Minh Tông có thể sánh ngang Minh Đường." Trương Nhật Trần lắc đầu, cũng không có lạc quan như Mộ Dung Nguyệt. Ai sẽ tin tưởng Thánh Minh Hoàng Thái tử 800 năm trước còn sống? Mặc dù Thánh Minh Hoàng Thái tử thật trở về, những thánh cảnh xưng bá một phương kia, ai sẽ cam tâm nghe lệnh một tiểu bối ban thánh cảnh? Hiện tại còn không phải thời cơ ban bố Thái tử chiếu, còn phải chờ một chút nữa. Thái tử điện hạ có ý nghĩa của mình, Mộ Dung Nguyệt tự nhiên sẽ không nói nhiều. Trương Nhật Trần hỏi: "Ta nhờ người hỗ trợ tìm kiếm tung tích của Lăng Phi Vũ, có tin tức gì không?" "Ta phái toàn bộ tu sĩ Hắc Thị nhất phẩm đường ở Nguyên Phủ ra ngoài, tìm tòi 36 quận một lần, lại căn bản không tìm được Lăng Phi Vũ. Nghe nói mà giáo phái ra càng nhiều dân thủ, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Tất cả mọi người hoài nghi trận chiến ở trứng ngục cổ tộc kia, Lăng Phi Vũ đã dẫn lạc." Mộ Dung Nguyệt báo cáo nói. "Thì cốt cũng không tìm được sao?" Trương Nhật Trần hỏi. "Không có." Sau đó Mộ Dung Nguyệt lại nói: "Tồn tại như thanh thiên huyết đế công kích, có thể hủy diệt hết thảy thế gian, làm sao có thể còn thi cốt?" Trương Nhật Trần hít một hơi, trong lòng có chút thương cảm. Vô luận nói như thế nào, Lăng Phi Vũ cùng hắn là quan hệ vừa thầy vừa là bạn, dạy hắn rất nhiều tri thức kiếm đạo. Lăng Phi Vũ tuyệt đối là một nữ tử hiếm thấy, có thể đánh đồng với thánh tử tài nữ, thiên tư cao siêu, sừng bá một thời, nhưng đối mặt hoàng giả như thanh thiên huyết đế, cuối cùng vẫn hương tiêu ngọc vẫn, không có gì lưu lại. Người lại ưu tú cũng có thời điểm chết đi, sinh mệnh của Kim Thánh vậy mà cũng yếu ớt như thế. Tâm tình của Trương Nhật Trần có chút ủ nhột. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần dần trở nên lờ mờ. Trương Nhật Trần, Mộ Dung Nguyệt, Đại Tư Không, Nhị Tư Không cưỡi huyết hồn chiến xa chạy về phía phòng đấu giá của Bái Nguyệt Ma Giáo. Trong chiến xa, hai tay Trương Nhật Trần hợp chung một chỗ, thu tinh thực lực trở lại, nhìn Mộ Dung Nguyệt nói: "Ra Hắc Thị nhất phẩm đường, một mực có người đi theo chúng ta, người nên biết hẳn là ai chứ?" Mộ Dung Nguyệt cúi đầu, nhẹ nhàng mím môi nói: "Thái tử điện hạ không cần để ý tới hắn, mục tiêu của hắn là ta mà không phải ngài." "Vậy cũng chưa hẳn." Trương Nhật Trần lắc đầu nói: "Hôm nay người và ta đi gần như vậy, hắn nhất định sẽ hiểu lầm nha." "Tiền khả biết hắn là ai?" Mộ Dung Nguyệt có chút kinh ngạc. "Binh bộ tân binh Bộ Thiên Phàm. Trừ hắn ra còn có ai sẽ một mực đi theo ngươi? Người này ngược lại rất si tình, xem ra người thực đã trở thành tâm ba của hắn." Trương Nhật Trần nói. Nhị Tư Không ngồi một bên, hai tay nắm Phật châu, thở dài một tiếng. "A Di Đà Phật, từ xưa đến nay anh hùng khó qua ai mỹ nhân." "Ba." Đại Tư Không vỗ đầu trọc của Nhị Tư Không một cái, quát lớn: "Liên quan gì đến ngươi?" Mộ Dung Nguyệt lâm vào trầm mặc, bởi vì nàng biết rõ vô luận là Hắc Thị nhất phẩm đường hay Minh Tông đều đứng ở mặt đối lập với binh bộ. Bộ Thiên Phàm xuất hiện không thể nghi ngờ sẽ tạo thành trở ngại trình độ nhất định cho Thái tử điện hạ. Hai mắt Mộ Dung Nguyệt lộ ra vẻ quyết tuyệt. "Điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết việc này. Nếu hắn dám tra đến trên người điện hạ, uy hiếp đến an nguy của điện hạ, lúc cần thiết thuộc hạ sẽ đích thân lấy tính mệnh của hắn." Trương Nhật Trần nhẹ nhàng thở dài, không có nhiều lời. Chuyện giữa nam nữ ai cũng không xen tay vào được, huống chi hắn ngay cả tình cảm của mình cũng không giải quyết xong, có tư cách gì đi nhúng tay chuyện của người khác. Phía sau huyết hồn chiến xa đi theo ba nam tử mặc quân giáp, Trong đó nam tử trẻ tuổi phía trước nhất mặc kim giáp, ngồi trên lưng một mang tượng, khi khái hào hùng. Người này đúng là Bộ Thiên Phàm. Quân sĩ đứng ở bên trái Bộ Thiên Phàm, tay cầm chiến đao, trầm giọng nói: "Dương gia, Mạc tướng đi thu thập tiểu tử kia giúp ngươi." Lại dám đi gần với Mộ Dung cô nương như vậy, thật là tìm chết. Một quân sĩ khác ánh mắt lộ ra sát khí. Bộ Thiên Phàm nhìn chằm chằm huyết hồn chiến xa, ánh mắt có chút phức tạp, nói: "Chỉ bằng các ngươi còn không phải đối thủ của hắn. Chúng ta là tướng lãnh của binh bộ, chỉ cần sử dụng lệnh bài binh bộ, mặc dù tu vi của hắn lại cao, còn dám phản kháng chúng ta sao?" Trong đó một vị quân sĩ mặt sẹo nói. Bộ Thiên Phàm lắc đầu nói: "Lệnh bài của binh bộ hữu hiệu với người khác, nhưng đối với hắn không có bất kỳ tác dụng nào. Người này trẻ tuổi như vậy, có thể cưỡi huyết hồn chiến xa, nhất định chỉ là tân nhiệm thần tượng của Huyết Thần Giáo. Hắn là Cố Lâm Phong." Hai vị quân sĩ đều giật mình, thần sắc kiên kỵ. Nửa tháng gần đây, toàn bộ Thiên Đài Châu, thậm chí trung vực đều lan truyền sự tích của Cố Lâm Phong. Cố Lâm Phong có thể nói trong vòng một đêm danh chấn thiên hạ. Nghe nói hắn ở thời điểm thần tử đoạt vị chiến đã vượt qua Hải Linh Ứng và Ngụy Long Linh, đạt được thần tử vị. Hải Linh Ứng và Ngụy Long Linh là thế hệ hồi hộp sao? Càng có đồn đại Cố Lâm Phong ở cùng cảnh giới đánh bại đại đệ tử của Huyết Thần, có thể nói đệ nhất kỳ tài của Huyết Thần Giáo trong 10 vạn năm qua. Dù những truyền thuyết kia tính chân thực không cao, nhưng Cố Lâm Phong có thể trở thành thần tử Huyết Thần Giáo đã chứng minh người này tuyệt đối không dễ chọc. Vì quân sự mặt sẹo kia hung ác nói: "Coi như là thần tử Huyết Thần Giáo thì thế nào, dám động nữ nhân của Dương gia, chúng ta cũng sẽ để hắn chịu không nổi." Bộ Thiên Phàm nhìn hắn lộ ra hàn ý, nói: "Sự tình của bổn vương và Mộ Dung cô nương, các người tốt nhất không nên nhúng tay. Nếu không có sự tình gì làm, các người đi tra chi tiết của Cố Lâm Phong, tốt nhất tra rõ ràng phẩm hạnh của người này đến cùng như thế nào." "Dương gia yên tâm, này chỉ là việc nhỏ, không làm khó được chúng ta. Thuộc hạ sẽ đi binh bộ lấy tư liệu của Cố Lâm Phong." Sau khi hai quân sĩ rời đi, Bộ Thiên Phàm cưỡi mang tường tiếp tục đuổi theo. Hắn lo lắng Mộ Dung Nguyệt nên muốn xem Cố Lâm Phong rốt cuộc là dạng người gì, có xứng với nàng hay không. Cửa hàng lớn nhất của ma giáo ở Hắc Thị gọi là Châu Quang Các, ở toàn bộ Thiên Đài Châu, đó là phòng đấu giá bài danh thứ 3. Tuy chỉ là một cửa hàng, nhưng nội tình dày đặc, tụ tập rất nhiều cao thủ ma đạo. Mặc dù là thánh giả đi vào Châu Quang Các cũng phải thu liễm vài phần. Yến Kim Diệu là một vị chấp sự của Châu Quang Các, phụ trách nghinh đón nhân vật trọng yếu đêm nay. Đấu giá hội của Bái Nguyệt Ba Giáo một tháng mới tổ chức một lần, tuyệt đối không thể ra bất luận ngoài muốn gì. Chỉ cần có đại nhân vật hiện thân, hắn sẽ lập tức bẩm báo lên, sớm làm ra ăn bài. Đúng lúc này, ngoài cửa lớn truyền đến một hồi bạo động. Yến Kim Diệu bước nhanh ra ngoài, chỉ thấy một con kim sĩ lôi điêu từ đằng xa đi tới, dừng lại trước cửa lớn. "Đại nhân vật quý thần giáo." Yến Kim Diệu lập tức nghênh đón, chắp tay cười, nói: "Không biết là vị trưởng lão nào quý thần giáo giá lâm Châu Quang Các." Trong chiến xa, một đôi nam nữ trẻ tuổi lần lượt đi xuống. Nam ngọc thụ lông phong, tiêu sái phiêu dật, nữ mỹ mạo kinh người, khuynh quốc khuynh thành. Tuy Yến Kim Diệu là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Lâm Phong, nhưng vẫn phán đoán ra thân phận của hắn, dáng tươi cười chân thành, nói: "Nguyên lai là thần tử điện hạ và thiếu chủ Đông Dực Hắc Thị nhất phẩm đường giá lâm, mời, máu mời giao." Mộ Dung Nguyệt đi ra phía trước, dịu dàng cười, nói: "Yến chấp sự, đồ vật ta muốn kia đêm nay nhất định sẽ xuất hiện ở phòng đấu giá đúng không?" "Mộ Dung thiếu chủ yên tâm, việc này chắc chắn 100%. Yến Kim Diệu nói. Rất hiển nhiên, Yến Kim Diệu sớm đã nhận thức Mộ Dung Nguyệt, đơn giản trao đổi một phen, lần nữa xác nhận thánh hồn của thanh giáp đa tượng sẽ có ở trong vật phẩm đấu giá. Yến Kim Diệu tự mình nghênh đón Trương Nhật Trần và Mộ Dung Nguyệt vào Châu Quang Các. Về phần Đại Tư Không và Nhị Tư Không thì không có đại ngộ như vậy, chỉ có thể yên lặng theo ở phía sau. Hai người bọn họ nhìn ngó bốn phía, giống như nhà quê lên tỉnh. Đúng lúc này, Đại Tư Không trừng lớn đôi mắt, kinh hô một tiếng: "Vì nữ thí chủ, vì nữ Bồ Tát này thật xinh đẹp." Mộ Dung Nguyệt nghe Đại Tư Không kêu lên, lập tức dừng bước lại. Trần Đại Tư Không nói: "Hòa thượng, không cho phép lớn tiếng u gạo ở chỗ này, bằng không thì sẽ đuổi ngươi ra ngoài." Đại Tư Không lập tức lắc đầu, chỉ cái hồ cách đó không xa, nói: "Bần tăng không có nói hoàng, thực sự là Bồ Tát hạ phàm." Mọi người đi theo Đại Tư Không chỉ nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa tụ tập rất nhiều tu sĩ, bọn hắn nghị luận giao giao, rất nhiều người đều phát ra tiếng thán phục. Ở trung tâm những tu sĩ kia có một cái đài cao, trên đài cao ngồi một nữ tử bạch y cực kỳ xinh đẹp, dáng người cao gầy, ngực mông đo đủ, đôi chân ngọc thon dài đã trắng đọn lại mượt mà. Dung nhan của nàng tinh xảo tuyệt lưng, không có một tiêu khuyết điểm nhỏ nhặt, ngồi ở ven hồ lộ ra cực kỳ yên tĩnh, giống như ngọc nữ trong tranh, có chứa một cổ tiên khí nhạt nhạt. Khó trách Đại Tư Không sẽ gọi nàng là Bồ Tát, mỹ nhân như thế, đúng là không giống tới từ nhân gian. Thế gian lại có nữ tử mỹ mạo như vậy, nàng là người nào? Mặc dù là dùng mỹ mạo của Mộ Dung Nguyệt, chứng kiến nữ tử bạch y kia cũng cảm giác mặc cảm. Yến Kim Diệu cười nói, nàng này là một vị trưởng lão trong giáo Tu Nguyên Phụ mang gì, chỉ là một nữ tử bình thường, không phải người tu hành, nhưng mỹ mạo của nàng quá mức kinh người, có giá trị nhất định. Vì vậy vị trưởng lão kia để nàng ở Châu Quang Các. Gần đây một thời gian ngắn, nàng vì Châu Quang Các hấp dẫn không ít khách nhân, rất nhiều người vì để nàng cười thậm chí ném ra thánh thạch, nhưng nàng chưa từng cười qua, thậm chí không nói qua một câu. Mộ Dung Nguyệt nói, chẳng lẽ là một ngốc nữ? Ai biết được, dù sao để đến lúc nàng hấp dẫn đủ nhiều khách quý, Châu Quang Các sẽ đưa nàng lên bàn đấu giá, dùng mỹ mạo của nàng lại là tấm thân sự nữ, nhất định có thể bán được giá tiền không rẻ. Yến Kim Diệu nói, ánh mắt của Trương Nhật Trần nhìn chăm chăm nữ tử bạch y, trong nội tâm rất khiếp sợ, giống như gặp được một sự tình gì không thể tưởng tượng nổi. Thanh âm của hắn có chút lạnh lẽo, nói, sao các người có thể đối đãi với nàng như thế? Yến Kim Diệu tưởng rằng Trương Nhật Trần cũng coi trọng nữ tử kia, cười cười nói, đối với Châu Quang Các mà nói, vô luận là người hay vật đều có giá cả, tác dụng của Châu Quang Các là lớn nhất hóa giá trị của nó. Ngươi biết nàng là ai không? Ngươi thực cho rằng giá cả của Châu Quang Các có thể dùng để cân nhắc nàng? Ánh mắt của Trương Nhật Trần lạnh như băng, phát ra hàn khí, làm cho toàn thân Yến Kim Diệu run rẩy. Mộ Dung Nguyệt chưa từng thấy Trương Nhật Trần tức giận như thế, ý thức được có một ít không đúng, lập tức hỏi, Cố công tử đến cùng là làm sao vậy? Trương Nhật Trần không nói, hóa thành lưu quang vượt qua trời cao, rơi xuống ven hồ, nhìn về phía nữ tử bạch y kia. Nàng đẹp như tiên nữ, nhưng hai mắt trống rỗng, không có một tia thực thái, giống như đã mất đi linh hồn. Người khác không biết nàng, đó là bởi vì không ai bái kiến hình dáng của nàng. Thế nhưng Trương Nhật Trần bái kiến nàng, cho nên biết rõ nàng chính là Lăng Phi Vũ mất tích 2 tháng nay, một trong 9 đại cung chủ của ma giáo, Phi Vũ Kim Thánh. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Trương Nhật Trần hỏi. Lăng Phi Vũ vẫn ngồi ở chỗ kia, chỉ thoáng ngẩng đầu nhìn nam tử xa lạ trước mắt, ánh mắt của nàng trống rỗng. Chỉ là thời điểm nàng và Thanh Tiêu Huyết Đế giao thủ, làm thánh hồn bị thương. Trương Nhật Trần lập tức thò ra một tay, bắt lấy cổ tay phải của Lăng Phi Vũ, phân ra một đạo thánh khí rót vào thân thể của nàng. Lăng Phi Vũ lại không phản kháng, cũng không nói gì, tự như một pho tượng đá. Nhưng những tu sĩ ở dưới đài cao lại rất phẫn nộ. Tiểu tử kia là ai, cũng dám nắm tay thành mỹ nhân, thật sự quá gan lớn, bổn công tử muốn chặt hắn. Một nam tử trẻ tuổi tu vi Ngư Long dị biến, rút ra một thanh chiến đao bay lên đài cao, một đao bổ về phía Trương Nhật Trần. Bá! Mộ Dung Nguyệt hóa thành u ảnh, trước một bước rơi xuống, cánh tay vung lên đánh ra một đạo thanh khí, đánh cho nam tử trẻ tuổi kia miệng phun máu tươi, quảng đi ra ngoài. Lại dám ra tay với thiếu tông chủ của Thiên Quỷ Tông, các ngươi là tìm chết sao? 4 thanh y nam tử Ngư Long cử biến vọt ra, thanh cầm chiến binh đang đằng sát khí phóng lên đài cao. Mộ Dung Nguyệt lấy ra lệnh bài Hoắc Thị nhất phẩm đường nắm ở trong tay, nói, chỉ là Thiên Quỷ Tông cũng dám làm càn ở trước mặt bản thiếu chủ. 4 vị tu sĩ Thiên Quỷ Tông chứng kiến lệnh bài trong tay Mộ Dung Nguyệt, toàn bộ bị giật mình, lập tức không người nói xin lỗi, sau đó đợt thiếu chủ Thiên Quỷ Tông lên, trốn ra khỏi Châu Quang Các. Dưới đài cao, những tu sĩ khác cũng nhao nhao cầm miệng, Hắc Thị nhất phẩm đường căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Đương nhiên, bọn hắn cũng tin tưởng, mặc dù là thiếu chủ Hắc Thị nhất phẩm đường cũng không thể mang thành mỹ nhân đi. Không chỉ bởi vì nơi này là địa bàn của Bái Nguyệt Ba Giáo, càng bởi vì có một nhân vật thân phận địa vị không dưới thiếu chủ Hắc Thị nhất phẩm đường, cũng sớm đã vừa ý thành mỹ nhân. Trương Nhật Trần thu tay lại, nhíu mày nhìn chằm chằm thành mỹ nhân, cảm giác cực kỳ hoang mang. Trong cơ thể nàng thánh khí không còn sót lại chút gì, ngay cả khí hải và kinh mạch cũng biến mất không thấy gì nữa, không khác một người bình thường. Chẳng lẽ nàng căn bản không phải là Phi Vũ, chỉ là lớn lên rất giống một tu sĩ, đặc biệt là thánh cảnh, mặc dù kinh mạch đứt đoạn, khí hải nghiền nát, nhưng không có khả năng một chút dấu vết cũng không để lại, trừ phi nàng căn bản không có khí hải và kinh mạch. Trương Nhật Trần lần nữa nhìn Thạch Mỹ Nhân, lập tức lắc đầu phủ nhận ý nghĩ vừa rồi. Tuy Thạch Mỹ Nhân hết sức yếu ớt, do xét không ra cường độ thân thể, nhưng mỗi một tấc da thịt của nàng lại ánh sáng long lanh, giống như tiên ngọc, tản ra mùi thơm mát, rất rõ ràng là trải qua thánh khí trường kỳ ẩn dưỡng, không thể nào là phàm thể dục thai. Thân thể thánh giả ngưng tụ lên hoa thiên địa, có thể cộng minh với quy tắc thánh đạo, nhưng thánh dược sinh trưởng vàng năm, dù chỉ là một sợi tóc của thánh giả cũng có giá trị phi phàm. Trương Nhật Trần rót thanh khí vào hai mắt, kích phát thường hướng chi nhãn, nhìn chằm chằm cổ tay, mi tâm của Thạch Mỹ Nhân, lần nữa dò xét thương thế của nàng. Lúc này đây Trương Nhật Trần rốt cuộc có phát hiện mới, trong cơ thể Thạch Mỹ Nhân đích thực là có khí hải và kinh mạch, nhưng đã héo rút, cơ hồ sắp biến mất không thấy gì nữa. Nếu Trương Nhật Trần không có thương ứng chi nhãn, căn bản không phát giác được điểm này. Nàng vốn bị trọng thương, hôm nay thương thế tiến thêm một bước chuyển biến xấu, tiếp tục chuyển biến xấu nữa mà nói, rất có thể mấy trăm năm tu di sẽ phế bỏ. Có thể tìm được Lăng Phi Vũ, Trương Nhật Trần đã rất vui sướng, nhưng lại có chút lo lắng. Vừa rồi Trương Nhật Trần đã sử dụng tinh thực lực dò xét thánh hồn của Lăng Phi Vũ, nhưng thánh hồn của nàng không có bị thương. Đã như vậy, vì sao nàng biến thành bộ dáng hiện tại? Tạm thời mặc kệ những sự tình này đã. Trương Nhật Trần duỗi hai tay dìu dắt Lăng Phi Vũ, chuẩn bị mang nàng ly khai, giúp nàng an dưỡng thương thế. Dù vậy Lăng Phi Vũ cũng không có phản kháng, giống như người gỗ vậy. Đúng lúc này, Yến Kim Diệu leo lên đài cao ngăn cản Trương Nhật Trần, kinh dị nói: Cố công tử, ngươi đây là muốn làm gì? Ta muốn dẫn nàng ly khai. Trương Nhật Trần nói. Yến Kim Diệu lắc đầu nói: Thạch Mỹ Nhân là trưởng lão trong giáo bằng gì, càng là chiêu bài của Châu Quang Các, ngươi không thể mang nàng đi. Trương Nhật Trần hư lạnh một tiếng, cảm giác có chút buồn cười. Đường đường một trong ba giáo chính đại cung chủ, lại bị một đám tiểu lâu la ba giáo lấy ra mời chào khách nhân, còn có sự tình càng thêm buồn cười sao? Trương Nhật Trần đang muốn nói ra thân phận chân thực của Thạch Mỹ Nhân, nhưng đúng lúc này hắn lại ý thức được một ít địa phương không đúng. Căn cứ Yến Kim Diệu nói, Thạch Mỹ Nhân là bị một vị trưởng lão của ba giáo mang về, hơn nữa đưa đến Châu Quang Các. Tu sĩ bình thường không phát hiện được chỗ khác thường trên người nàng thì còn nói được, nhưng ngay cả Trương Nhật Trần cũng có thể phát giác được một ít địa phương không đúng. Trưởng lão ba giáo làm sao có thể cho rằng Thạch Mỹ Nhân chỉ là một nữ tử bình thường? Có vấn đề. Rốt cuộc là trong ba giáo có người muốn Lăng Phi Vũ và kiếm bất phục. Hai vị trưởng lão ma giáo kia thật không có phát giác được kinh mạch và khí hải trong cơ thể Thạch Mỹ Nhân. Nếu trong ma giáo thật có người muốn đối phó nàng, trực tiếp giết nàng, chẳng phải càng thêm bước diệt? Trương Nhật Trần không nghĩ ra đến cùng là nguyên nhân gì, nhưng có thể khẳng định việc này không đơn giản giống như mặt ngoài. Nếu bộc lộ ra thân phận của Lăng Phi Vũ chưa hẳn là một chuyện tốt. Trương Nhật Trần cuối cùng không có nói ra thân phận chân thực của Thạch Mỹ Nhân, trừng mắt liếc Yến Kim Diệu nói: Bổn công tử coi trọng nàng, hiện tại muốn mang nàng ly khai, ngươi dám ngăn cản ta? Yến Kim Diệu tự nhiên không dám đắc tội thần tử Huyết Thần Giáo, khuôn mặt khổ sáp nói: Cố công tử bức giận, người có thể dư ý nàng là phúc khí của nàng, nhưng việc này Yến mộ không làm chủ được, phải xin chỉ thị của trưởng lão đại nhân mới được. Trương Nhật Trần không lưu dấu vết hỏi: Vị trưởng lão kia cũng ở Châu Quang Các? Tự nhiên. Yến Kim Diệu nói. Ngay thời điểm Yến Kim Diệu chuẩn bị lui xuống, một thanh âm hùng hậu từ dưới đài vang lên: Chấp sự không cần thêm bẩm báo tề trưởng lão, chỉ là một bán thánh cấp 4 cũng muốn từ trong Châu Quang Các mang Thành Mỹ Nhân đi, hắn không khỏi quá coi mình là nhân vật đi. Mọi người tách ra, một nam tử mặc thiết y, bộ pháp trầm ổn đi tới. Trên mặt người này giữ lại chồng râu chỉnh tề, trên bờ vai đứng một con lục nhĩ hầu màu đỏ, khi thế toàn thân cực kỳ cường đại. Theo hắn đến, toàn bộ bầu trời tựa hồ như tối xuống. Người này là một trong 108 thánh tướng của Minh Đường, Hoắc Ứng. Hoắc Ứng đã đến Châu Quang Các, chỉ sợ Khổng Hồng Bích cũng đã giá lâm. Nghe nói Khổng Hồng Bích sớm đã nhìn trúng Thành Mỹ Nhân, cũng đã nói chuyện với các chủ Châu Quang Các và trưởng lão ma giáo thật lâu, chuẩn bị tốn giá cao mua Thành Mỹ Nhân lại. Thiếu đường chủ Minh Đường và thiếu chủ Đông Nhật Hắc Thị nhất phẩm đường đều tranh đoạt Thành Mỹ Nhân, cái này có trò hay để nhìn. Ở đây dù sao cũng là Trung Nhật, chỉ là địa bàn của Minh Đường, chỉ là thiếu chủ Đông Nhật Hắc Thị nhất phẩm đường, làm sao đối được Khổng Hồng Bích? Căn bản không cần Khổng Hồng Bích tự mình ra tay, Hoắc Ứng ra mặt đủ để cho bọn hắn biết khó mà lui. Theo Hoắc Ứng xuất hiện, mọi người vốn cùng vây xem ở ven hồ, lo lắng sẽ phát sinh bán thánh cấp chiến đấu, lập tức lui ra xa một tí. Hoắc Ứng liếc qua Mộ Dung Nguyệt, ôm quyền nói: Minh Đường Hoắc Ứng bái kiến Mộ Dung thiếu chủ. Thiếu đường chủ của chúng ta sớm đã nhìn trúng Thành Mỹ Nhân, đã thương lượng giá cả với Châu Quang Các, hy vọng các ngươi có thể thu tay lại để tránh ảnh hưởng hòa khí. Hoắc Ứng đó có chút bình thản, chỉ là trong bình thản lại mang vài phần hùng hổ. Ở Hoắc Ứng xem ra, Mộ Dung Nguyệt mới là chủ nhân, Trương Nhật Trần chỉ là tùy tùng của Mộ Dung Nguyệt. Hắn tin tưởng Mộ Dung Nguyệt tuyệt đối sẽ không vì một tùy tùng mà đắc tội thiếu đường chủ Minh Đường. Mộ Dung Nguyệt tự nhiên không muốn bởi vì một nữ tử mà đắc tội một cường địch, vì vậy quay đầu nhìn Trương Nhật Trần, lộ ra thần sắc hỏi thăm. Trương Nhật Trần một tay cầm lấy cổ tay Lăng Phi Vũ, nhìn chằm chằm Hoắc Ứng nói: Người trội gì nói cho Khổng Hồng Bích, ta là nhất định phải mang Thành Mỹ Nhân đi. Vô luận là ai dám tranh chấp với ta, cũng chỉ còn con đường chết. Đây cũng là cảnh cáo cuối cùng của ta với ngươi, nhanh cút đi. Tâm tình của Trương Nhật Trần rất phẫn nộ, cảm thấy ủy khuất thay Lăng Phi Vũ, giống như sư tôn và bằng hữu của mình bị vũ nhục. Giờ phút này ai dám ngăn cản hắn, hắn sẽ giết người. Người vây xem bốn phía đều ngơ ngẩn, cho là mình nghe nhầm. Tiểu tử kia thật to gan, chỉ một nữ nhân cũng dám công khai khiêu chiến Khổng Hồng Bích. Hơn nữa quát Hắc Ứng Thanh Tướng không phải tà sát mê tông khiếu chứ. Nhìn thấy nữ tử như thành mỹ nhân, có rất ít người còn có thể bảo trì lý trí. Xa xa, hai tay Bộ Thiên Phàm bưng lấy một chồng hồ sơ, rất nhanh xem hết tư liệu của Cố Lâm Phong một lần, khép sách lại, ánh mắt nhìn về phía đài cao. Trong mắt hắn nhiều thêm vài phần lãnh ý. Binh sĩ mặt sẹo nghiêm nghị nói: Cố Lâm Phong không phải người lương thiện gì, phẩm hạnh thấp kém, cuồng vọng tự đại, ham mê sắc đẹp. Thời điểm ở Huyết Thần Giáo, nữ tử bị hắn tai họa thực sự quá nhiều, bên bộ cũng thu thập không hết được tài liệu. Hắn nhất định là dùng hoa ngôn xảo ngữ mới lừa gạt Mộ Dung cô nương. Dương gia, ngươi xem, hắn nhìn thấy nữ tử xinh đẹp, lập tức lộ ra nguyên hình. Người như vậy, trò của hắn cũng là thay trời hành đạo. Bộ Thiên Phàm lại lắc đầu nói: Không đúng, không đúng. Dương gia không đúng chỗ nào? Một binh sĩ khác hỏi. Bộ Thiên Phàm nhìn Mộ Dung Nguyệt nói: Dùng trí tuệ của nàng, làm sao có thể không điều tra sự tích của Cố Lâm Phong? Nói sau, sử dụng hoa ngôn xảo ngữ có thể gạt được nàng, nàng làm sao có thể trở thành thiếu chủ Hắc Thị nhất phẩm đường? Dương gia, ngài có ý gì? Hai binh sĩ đều lộ ra thần sắc nghi hoặc, cảm giác rất khó hiểu. Mộ Dung Nguyệt có thể kết giao với Cố Lâm Phong, người này tuyệt đối không đơn giản. Bộ Thiên Phàm rất có lòng tin với Mộ Dung Nguyệt, lại nói: Cứ nhìn đã, bổn dương rất muốn biết Cố Lâm Phong rốt cuộc là dạng người gì. Nếu hắn thật như trên tư liệu ghi chép, bổn dương sẽ đích thân ra tay đối phó hắn. Trên đài cao, Hoắc Ứng hơi ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ là có người dám nói chuyện với hắn như thế. Người mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ, người có thể lặp lại lần nữa hay không? Ánh mắt Hoắc Ứng âm trầm, thánh khí cuộn trào, hình thành một vòng xoáy hồi tụ ở lòng bàn tay. Ai nấy đều thấy được, Hoắc Ứng Thanh Tướng đã tức giận, rất nhiều người lộ ra thần sắc nhìn có chút hạ hê. Hết tập 197, cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.